Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các bài tập trong trang số 83 sách giáo khoa toán lớp 1 tập 2 quyển kết nối tri thức. Chúng ta sẽ cùng xem những bài tập có trong ngày hôm nay là bài tập nào nhé. Bài tập 2, quan sát trành và bảng thông tin chuyến bay rồi trả lời. Chúng ta sẽ có các chuyến bay được khởi hành từ điểm một điểm đến các nơi khác nhau với giờ xuất phát khác nhau. Chiếc máy bay màu xanh di chuyển từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc máy bay xuất phát từ Hà Nội đến Đà Nẵng và có một chiếc máy bay xuất phát từ Hà Nội đến Huế. Ở đây có 3 cái đồng hồ. Mỗi đồng hồ sẽ vẽ một giờ khác nhau, biểu thị cho giờ khởi hành của mỗi một chuyến bay. Đầu tiên là khởi hành lúc 8 giờ, tiếp theo là 7 giờ và tiếp theo là 5 giờ. Vậy các bạn hãy xác định tên của các thành phố 1, 2, 3. Thành phố 1 được bay bởi chuyến bay màu xanh da trời, xuất phát từ lúc 8 giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn điểm khởi hành 8 giờ chính là gì nhỉ? Hà Nội đến Huế. Vậy đây sẽ là Huế. Tiếp theo, điểm số 2 sẽ xuất phát bởi sẽ được đến bởi chiếc máy bay màu cam và xuất phát từ lúc 7 giờ. Chúng ta có chuyến bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng đúng không nào? Như vậy là điểm số 2 chính là Đà Nẵng đấy các bạn ạ. Và cuối cùng thì sao nhỉ? Điểm còn lại sẽ là thành phố Hồ Chí Minh. Giờ khởi hành là 5 giờ, đến nơi là thành phố Hồ Chí Minh đấy. B, em sẽ lên máy bay màu nào để đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng? Hà Nội đến Đà Nẵng sẽ phải mất 7 giờ. Điểm khởi hành là 7 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi chiếc máy bay màu cam. Tiếp theo bài tập 3, quan sát tranh rồi trả lời. Gia đình bạn Mai đi từ nhà về quê hết mấy giờ? Nhà bạn đi từ lúc 8 giờ và về quê lúc 10 giờ. 8 đến 9, 9 đến 10. Vậy là gia đình nhà bạn Mai đã về quê mất 2 tiếng đồng hồ các bạn.